Sao kỳ vậy ta? Mới hôm qua còn kêu lớn lắm mà. Ờ, à, kỳ quá à. Đây là quà mình được tặng đó. Hàng độc ở đây không có đâu. Bạn sướng thiệt á, có quá trời đồ chơi luôn. Tiếng chuông nghe thật vui tai. Nào, đến lượt mình. Sau đó, bạn mang nó đi đâu vậy? Mình chỉ mang ra công viên thôi, các cậu cũng thấy mà. Cho vui đi. Để cho mình. Đến lúc đó cái chuông vẫn bình thường mà. Tháo chuông xuống và mang chuông về ta. Mình xin lỗi, là tại mình. Chính như mình bất cẩn nên nó làm rớt chuông, khiến chuông bị nứt. Vì sao chuông nứt lại kêu rè rè hả ba? Bởi khi chuông bị nứt, làm chuông mất đi độ đối xứng, độ đàn hồi và dao động. Và chỗ nứt đó không thể cùng ba mặt khác dao động đồng bộ được để tạo ra âm thanh ngân nga. Mình xin lỗi, từ lần sau mình sẽ giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Không sao, bạn đâu có cố tình như vậy. Nhìn ngon quá à. Lâu lắm rồi mình không được ăn bánh xèo á. Mình cũng vậy, thèm quá trời luôn á. Chuyện nhỏ, sáng mai qua nhà mình đổ bánh xèo mà các bạn ăn. Mình có khiếu nấu ăn lắm nha. Sau này nhất định mình sẽ trở thành vua đầu bếp cho mấy bạn coi. Nhưng mình có bao giờ thấy bạn nấu nướng gì đâu. Tại vì mình không thích thôi. Mà cứ qua đi rồi các bạn sẽ thấy. Bạn đã bao giờ ăn cái gì của bùng bự năng uống chưa? Hình như là rồi á. Có một lần, nhưng mà dở lắm. Chết rồi, vậy làm sao bây giờ? Sáng mai mình không ăn gì đâu. Sao con không ăn đi? Con không đói. Nếu như con không ăn thì con có thể về phòng của mình. Dù mình chưa làm bao giờ, nhưng bánh xèo chỉ là chuyện nhỏ.
rồi, làm sao bây giờ ta? Các bạn sắp tới rồi. Không biết bánh xèo của bạn ấy sẽ ra sao nữa. Xin mời, xin mời. Chính bạn đồ bánh xèo thiệt hả? Trông ngon quá đi. Tất nhiên rồi, đây là bánh xèo bụng bự thứ thiệt mà. Ngon y như bánh xèo bà ba nổi tiếng á. Ừ, y chang luôn. Còn ngon hơn chứ, người ta là vua đầu bếp mà. Vậy là cậu đổ bánh xèo không được, nên mua bánh xèo bà ba cho tụi mình ăn hả? Mình cũng cố gắng hết sức rồi, mà không có được. Thôi, miễn là có bánh xèo ngon ăn là được rồi, một số ăn tiếp đi. Thực ra mình có khiếu nấu nướng gì đâu, mình có khiếu ăn thôi à. Khiếu đó bọn mình cũng có. Trời ơi, đẹp quá. Sao con chưa thấy bao giờ ta? Quà của bà ngoại của mẹ gửi cho, con phải gọi là cụ ngoại đó. Mẹ rất quý chiếc thố này, nên chỉ dùng trong những dịp thật đặc biệt thôi. Cho con cầm thử một chút đi mẹ. Không được đâu, con sẽ làm bể mất. Xong chưa, Đốm ơi? Đứng yên nào. Mẹ ơi, con có ơi, con chỉ muốn đổi thử một chút thôi, nhưng mà gỡ quà không có ra. Bình tĩnh, đừng khóc, để mẹ tính. Cẩn thận, không lại va vô tường bây giờ. Mẹ ơi, bây giờ mình đi tới bác sĩ á mẹ. Ừ, để bác sĩ giúp gỡ cái thú đó ra. Con ở đây đợi mẹ, nhớ chưa? Dạ. Con không bị thương chứ? Dạ không sao, nhưng chiếc thố thì bị. Không sao. Oh,
là mình cho bịt mắt mắt dê đi. Trò đó chơi hoài rồi, nghĩ trò mới đi. Mấy bạn có chơi trò trượt sàn bây giờ chưa? Trượt sàn là cái gì? Chưa nghe thấy bao giờ. Vậy còn chần chờ gì nữa, mình bắt đầu chơi thôi. Cứ chơi với cái xe hơi của bạn đi.
Nhưng mà chơi một mình không có vui. Cứ để mình đẩy cho. Bạn chơi xe hơi đi. Thiệt không vợ? Lát nữa sẽ đến lượt mình. Yên tâm. Nên chia sẻ với các bạn. Vì chơi một mình không có vui. Mà lại còn ích kỷ nữa. Xấu lắm đó. Đốm, sao lại ngủ gần trong lớp? Em phải chạy 10 vòng quanh trường cho thẳng ngủ. Chết bạn rồi, em sẽ không ngủ gần trong lớp 100 lần cho tôi. Đây sẽ là nhà mới của ngươi. Trời đất ơi, thích thật. Đúng là cậu được ước thấy mà. Sao còn nằm đó, mau lo làm việc đi chứ. Tại sao mình phải làm việc ta? Không đi học thì phải làm việc chứ sao. Tay làm hàm nhai, có làm thì mới có ăn. Phải ăn chín uống sôi. À, lạnh quá. Lao động cần phải có sức khỏe nên nhà ngươi phải tắm nước lạnh cho ta. Đói bụng. Gì ăn ta? Khi nào nhà ngươi tự trồng cây được thì lúc đó mới có đồ ăn. Từ giờ tới lúc đó thì sao? Nhịn đói hả? Ở đây ngươi chỉ được ăn một món thôi. Món gì ạ? Có ngon không? Món khi khống, ngon tuyệt và ăn bao nhiêu cũng được. Ở đâu vậy? Hít thật sâu vô, hít vào, hít vào. Chỉ có không khí thôi à? Thì nó đó, khi không là không khí đó. Nhà ngươi đi đâu vậy? Không được đi, nhà ngươi không được đi. À! Em sẽ không ngủ gật trong lớp. Em sẽ không ngủ gật trong lớp. Dù sao đi học thì vẫn thích hơn. Mình thì thích trái dưa hấu này hơn, giống y như thiệt vậy đó.
về trước đây. Ủa sao vậy? Còn sớm lắm mà. Khi mẹ em phát hiện ra, mẹ dắt em qua nhà hàng xóm để xin lỗi. Em còn phải dùng tiền mừng tuổi để mua đền bạn ấy một con búp bê mới nữa. Đớm, con nhớ nha, có lỗi thì phải xin lỗi. Dạ. Và quan trọng hơn, phải tìm mọi cách sửa chữa lỗi lầm của mình nữa. Làm cái gì vậy? À, con chị. Thưa ba mẹ, con đi học đây. Con không được ăn đồ lạ, phải xin phép trước khi ăn. Nhưng con biết xin phép ai bây giờ? Con đói bụng lắm. Ai cho phép ngươi vào nhà ta và ăn đồ ăn của ta? Con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa.
mình chán bị dứt lung tung lắm rồi. Dạ, ba mẹ có thấy cặp sách của Đốm ở đâu không vậy? Con cố nhớ lại xem nào. Hả? Đến giờ ba phải đi làm rồi. Dạ. Hôm qua mình đi học về. Đây rồi. Bố Huy, mày bị sao vậy? Chúng ta phải đi học mà. Dừng lại đi, mày bị làm sao vậy? Được rồi, mình xin lỗi. Mình biết là mình không phải với bạn. Từ giờ mình xin hứa sẽ giữ gìn bạn cẩn thận mà. Nếu mà mình nói sai á, lần sau bạn cứ bỏ mình đi luôn cũng được. Thôi, mau xuống đi học nào. Tại sao con lại hỏi vậy? Hả? Chuyện là như vậy nè mẹ. Con có muốn ăn đòn không? Mẹ ơi, đòn là món gì vậy? À, hóa ra là vậy. Đòn có ngon không? Khi nào mẹ cho con ăn đòn thử nha. Hay là như vậy, bây giờ Đốm tự đi tìm hiểu xem đòn là món gì. Và nếu Đốm vẫn muốn ăn đòn thì mẹ sẽ cho Đốm ăn đòn. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Bạn có biết đòn là món gì không? Mình đã ăn rất nhiều món rồi, nhưng chưa bao giờ mình được ăn đòn hết đó. Đến bạn mà cũng không biết nữa. Thật là chán quá à. Nhưng bạn có chắc là mình không nghe nhầm không vậy? Chắc mà, mình còn ghi lại nữa nè. Xin lỗi nha, mình không có giúp gì được cho bạn. Không sao, mình sẽ xem hỏi tay to. Nếu bạn được mẹ cho ăn đòn thì nhớ cho mình ăn ký nha. Sao, bạn có biết đòn là món gì không? À, mình nhớ rồi. Mình đã từng được ăn món này rồi. Thiệt hả? Nó như thế nào? Có ngon không? Bạn ăn ở đâu vậy? Lâu lắm rồi. Một lần nhà mình đi du lịch nước ngoài, ba mẹ có cho mình ăn đòn. Ngon lắm. Ngon ra sao? Kể mình nghe đi.
ngon không thể tả được. Nó vừa đẹp mắt, vừa ngọt, vừa mát lạnh, còn thơm nữa. Sao nghe giống kem vậy? Cũng hơi giống nhưng ngon hơn nhiều. Mình cảm ơn bạn. Bây giờ mình phải về đây. Mẹ ơi, con đã về. Mẹ, con biết đòn là món gì rồi đó. Đòn là món có vị ngọt, mát và thơm giống như kem nhưng ngon hơn nhiều. Vậy giờ con còn muốn ăn đòn không? Con muốn, con muốn. Mà ăn liền luôn hả mẹ? Tai to nói cái món đó ở nước ngoài mới có. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang cho bạn thú nhờ bông ăn đòn nè. Hóa ra là vậy. Đòn không ngon chút nào. Giờ con có còn muốn ăn đòn nữa không đớm? Bởi vậy nên ba mẹ không bao giờ muốn cho con ăn đòn. Có gì ăn không vậy đớm? Vô đây, vô đây. Đợi xíu nha. Đã quá. Con biết lỗi của con chưa? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Lần sau, trước khi mời các bạn về nhà chơi, con phải xin phép và báo trước để mẹ còn chuẩn bị nữa. Chơi xong cũng phải biết dọn dẹp lại sạch sẽ nghe chưa? Dạ. Mẹ ơi, tối nay mình ăn gì? Trong tủ lạnh giờ không còn gì hết trơn đó. Tối nay nhà mình ăn mì gói vậy. Thank you.
Em lại mua cái gì mà nhiều vậy? Hôm nay cửa hàng giảm giá tới 50% lận, nên em tranh thủ mua đồ cho cả nhà mình luôn đó. Con thử luôn xem có vừa không. Con cảm ơn mẹ. Anh cảm ơn em. Nón chật quá mẹ ơi. Con gọi vào một lát nó giãn ra là vừa chứ gì. Trời ơi, dép gì mà to đùng như cái xuồng ba lá vậy? Trời ơi, có gì đâu, rộng rãi một chút cho thoải mái, xài hoài sẽ quen thôi mà. Đây là mốt mới hả em? Sao giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Thôi đi, chẳng có thị hiếu thẩm mỹ gì cả. Sao giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Đốm, không được làm như vậy, mất vệ sinh lắm. Nhưng ngứa quá mẹ ơi. Chắc là tại nón mới mua chưa giặt lần nào đó con. Đồ người ta bán ở ngoài đó không biết bao lâu rồi, bụi bẩn rồi nấm mốc. Bà con nói đúng đó, là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ rút kinh nghiệm. Ăn thôi nào, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Không hiểu sao, cứ hễ thấy đồ rẻ là em lại thấy ham.
Được việc ghê. Đốm thích bài nhạc này nhất. Mẹ vô đấm xuống đây, đấm sợ. Đốm, đốm, bình tĩnh, để ba nghĩ cách đã. Bà hát này đúng không? Dạ. Đốm thích bài hát này nhất, mà lại chỉ thích bài này thôi. Mỗi người có một cách yêu nhạc khác nhau. Con không thể chê những bài hát mà người khác thích. Con đã làm âm nhạc bực tức rồi. Còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bà mi nhũ ra buồn bự. Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình. Bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình. Bạn đừng có mơ. Má quá. Chui ra, chui ra đây. Tủ lạnh là của mình mà. Tủ lạnh hư luôn rồi. Tại bạn hết đó đốm. Tủ lạnh hư rồi. Giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì có. Cái quạt lạnh này lâu rồi chưa xài nên. Cái này là của mình. Thôi chết rồi. Bị chập điện luôn rồi. Mùa hè nó nóng rồi còn lại mất điện nữa. Kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa? Tại mấy bạn mà cúp điện luôn rồi nè. Kiểu gì cũng bị ăn đòn chứ coi. Tại đốm với bọn. Đốm không dành thì đâu có hư đâu. Cái gì? Bạn làm như bạn không có dành á. Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mình biết đi. Điện giật hay sao mà mong mình đau quá đó ơi. Mình cũng vậy. Đau như mẹ mình đánh vậy á. Mẹ không đánh thì còn ai. Hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh. Bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ. Tại con làm chập điện. Sao mẹ la? Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó. Hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ghê. Con chắc bị chạy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa. Nếu cần gì thì phải báo người lớn. Nếu không thì điện giật tụi con chích nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ. Con biết lỗi rồi. Thôi xong rồi. Ngày mai đã đi học lại. Mà bài tập thì chưa làm xong gì hết. Ai biểu ở nhà không lo làm. Trời ơi là trời. Mấy bạn đang làm phải không? Cho mình copy với. Không dám đâu. Tự làm đi. Trời ơi. Bây giờ làm sao mà kịp nữa chứ. Nè, ăn cái này đi. Rồi làm bài. Còn nhiều thời gian mà. Ý, sô-cô-la. Ăn rồi thì làm bài đi. Sô-cô-la có tác dụng kích thích não á. Xong. Oh yeah. Mình không ngờ sô-cô-la lại có tác dụng thần kỳ đến như vậy. Mình đã bảo rồi mà.
À, bạn có biết 2/3 sản lượng sô-cô-la trên thế giới được sản xuất ở Tây Phi không? 50 triệu người trên khắp thế giới sống là nhờ vào các hoạt động liên quan đến sô-cô-la á. Vậy ước mơ sau này của mình sẽ là làm chùm sô-cô-la trên toàn thế giới. Ước mơ bắt đầu từ bây giờ. Sô-cô-la hả, là sản phẩm được chế biến từ cây hạt cacao đó. Bạn trồng cây cacao, chứ bạn trồng hạt sô-cô-la thì làm sao lên được cây chứ? Thì ra là vậy. Vậy giờ mình ra vườn của bác bò vàng trồng thử đi. Sao không trồng ở vườn nhà đốm? Vườn của bác bò vàng đất rất tốt, trồng sẽ nhanh có trái hơn á. Ê, mình nhớ là vườn này bác bò vàng đang trồng cây cà chua mà. Mình nghĩ là không nên tự tiện vào vườn của người khác đâu. Bạn cứ yên tâm, trồng cây cacao thì lời hơn là trồng cây cà chua. Bác bò vàng sẽ không nói gì đâu. Oh yeah, xong rồi. 2 ngày nữa mình quay lại xem cây lên chưa. Thế nào bác màu vàng cũng la cho coi. Ủa sao chưa có lên cái cây nào hết vậy? Trời ơi, vườn cây cà chua của tôi. Bác yên tâm, con trồng cacao cho bác, bảo đảm bác lời hơn trồng cà chua. Vườn của bác muốn trồng gì thì bác trồng, con cũng không được phép vào khi mà chưa xin phép. Tụi con lại gây ra chuyện gì rồi? Anh coi, vườn cà chua nhà tôi bị tụi nhỏ phá nát lên hết trơn rồi nè, còn đem gieo hạt cacao xuống nữa. Biết suy nghĩ, ước mơ là tốt, nhưng mà bất cứ tài sản gì của người khác, dù lớn hay là dù nhỏ, thì con cũng phải xin phép người ta mới được sử dụng chứ. Chưa kể, chưa rành gì hết đã làm, hóa ra hư hại. Dạ, tụi con đã biết lỗi rồi, tụi con xin lỗi bác bò vàng. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, bụng bự và tay to, phải cố hết sức, cảnh giác cao độ thì chúng ta mới thành công được đấy chứ. Đốm an tâm đi, mình sẽ làm được. Còn mình thì đốm lo gì chứ, mình luôn là người nhanh nhẹn nhất mà. Được rồi, bây giờ tay to đứng đây cảnh giác nha, khi nào có động thì báo liền. Còn bụng bự hãy đứng dưới gốc cây để nhặt nha. Đốm leo cẩn thận nha. An tâm đi, mình trèo giỏi lắm, đừng có lo. Lượm nè bụng bự. Ôi quá trời ổi chín luôn. Ngon quá là ngon luôn. Ôi hoa đẹp quá. Cái đám nhóc phá phách này dám vào đây ăn cắp ổi hả? Hả? Thì ra là có cả 3 đứa. Lần này thì coi bộ ngon rồi đây. Sao bảo tay to cảnh giác mà? Mình bụng bự cũng lo ăn không à. Giờ làm sao? Chạy chứ sao. 1, 2, 3. Nè, 3 đứa nhóc kia. Cả 3 đứa dám đi ăn cắp ổi sao? Còn không biết xin lỗi mà bỏ chạy nữa. Kỳ này là chết chắc rồi. Ba, tay cho tụi con đi ba. Chỉ có bạn đốm hái thôi, con đâu có hái đâu. Bác tha cho con đi mà bác. Tha sao được mà tha, phá nát cây ổi của tôi rồi mà, không còn một trái, lại còn có ý định bỏ trốn. Học trò gì mà dưới dây. Lần này không phạt nặng tụi con sẽ không chừa mà. Thành thật xin lỗi anh, anh có thể cho tôi mượn chiếc roi của anh không? Thôi chết rồi. Ta không thể tha thứ cho lỗi này của tụi con được. Ba ơi, tụi con mỏi quá. Đứa nào mà làm rớt sẽ bị ăn đòn ngay. Cả 3 đứa lần lượt nói cho ba biết là tụi con phạm lỗi gì. Dạ, là trộm cắp của người khác. Rồi gì nữa? Dạ, leo trèo cây cao là nguy hiểm. Chưa hết. Dạ, không biết xin lỗi còn bỏ chạy. Anh ơi, hôm nay ngoài chợ bán ổi ngon quá, em mua nhiều lắm nè. Ủa,
các con đang chơi trò giữ thăng bằng hả? Lạ quá. Biết vậy đâu ăn chầm mỗi làm gì? Giờ không được ăn là cái chắc rồi. Mà vui không vui thế nào á, hai bạn cao còn mình thấp, chơi cái này không công bằng gì chân á. Ai biểu bạn thấp làm chi, bạn cao là được rồi. Mình đâu muốn đâu, tại mình cao không có được chứ bộ. Trời, tại bạn ngủ nướng quá nên không cao thôi. Sao ngủ nướng lại không cao? Đúng rồi đó, con nít chỉ ngủ từ 8 đến 10 tiếng thôi, ngủ nhiều quá không cao được đâu. Vì sao lại không cao? Vì mỗi khi ta ngủ, có hai vị thần sẽ canh cho chúng ta. Nếu ngủ nướng quá, hai vị thần sẽ đánh cho chúng ta lùn luôn á. Xạo, làm gì có. Ừ, đúng vậy đó. Không tin á thì bụng bự ngủ hoài xem có cao được không. Nghe hai bạn nói mình mắc cười quá. Thôi không chơi nữa đâu, mình về ngủ đây. Lại ngủ nữa hả? Bụng bự, dậy đi con. Ngủ nướng quá vậy con? Con, ông có dậy đâu. Thiệt là hết nói nổi mà. Dậy đi con trai, dậy nào con trai, con trai cưng. Mệt quá, kêu cả buổi mà nó cũng không chịu dậy. Múa thiếu đều muốn tắt thở mà nó cũng không chịu dậy nữa. Vậy phải làm sao? Ngủ gì mà ngủ quá trời quá đất. Giờ chỉ còn một cách thôi. Hình phạt cho kẻ ngủ nướng. Thả ta ra, thả ta ra. Gì vậy bụng bự? Mẹ ơi, hồi nãy có hai vị thần lấy đá đè người con lại. Mẹ ơi, có phải là hai vị thần đó đè nên con nhỏ xíu hoài không mẹ? Chỉ là nằm mơ thôi, không có chuyện gì đâu. Nhưng nếu ngủ nhiều quá, không vận động thì con sẽ không bao giờ lớn như các bạn đâu. Do đó, con chỉ nên ngủ đủ giờ thôi. Con đi ngủ đúng giờ và thức đúng giờ thì con sẽ cao thôi. Từ nay con sẽ dậy khi mẹ đánh thức để cùng tập thể dục cho cao nha mẹ. Đúng rồi đó con trai của mẹ. Sao mình không có đẹp gì hết vậy? Mẹ ơi, con không chịu đâu. Gì thế hả con trai, sao chưa đi? Sao mẹ không đeo vàng cho con? Không đeo mấy bạn không có le mắt. Thôi được rồi, đợi mẹ. Rồi, đẹp rồi. Ra đường thì phải đẹp như vậy, người ta mới thấy con trai của mẹ quay chứ. Ê, đớm, cảnh ở đây đẹp hú hồn luôn. Đớm chụp hình cho mình đi. Được rồi, bụng bự đứng chỗ này cho đẹp đi. Mình chụp cho. Chụp nha. 2, 3. Đâu, đâu, cho mình xem coi đẹp cỡ nào. Đẹp hết hồn luôn vậy đó. Ủa, sao giống bò vàng vậy? Trời, bạn nhìn mình thành bò vàng luôn hả? Không phải, hình như là trong hang bò vàng đang bị chói. Đâu, đưa cho mình xem. Đúng rồi, đúng là bò vàng đã bị bắt rồi. Vậy làm sao bây giờ? Để mình gọi về cho ba mình. Alo, ba hả? Ừ, ba đây. Sao, hai đứa đi thám hiểm được cái gì rồi? Ba ơi, con phát hiện hình như là bò vàng bị ghé sau bắt hay gì đó. Làm sao con biết được? Con chụp hình với bụng bự thì vô tình thấy trong hình. Con gửi cho ba xem. Dạ, để con gửi. Hình nhỏ quá, ba không nhìn thấy rõ. Con cố gắng chụp gần hơn nữa coi. Nhưng mà coi chừng bọn xấu phát hiện nghe chưa. Dạ, con biết rồi. Mình lấy gần hơn một chút nữa để chụp cho rõ đi.
Mùng 10 làm gì vậy? Thì chụp hình mình tạo dáng thôi mà. Mình muốn chụp hình trong hang để xem cho rõ có phải bầu vàng không thôi. Bạn chen vào làm cháy hết hình rồi đó. Ai biết đâu. Mình chụp lại, không nhảy vào nữa nha. Ừ. Đúng là bò vàng bị bắt thật rồi. Vậy làm sao hả ba? Hai đứa hãy bình tĩnh, đừng để cho bọn chúng phát hiện. Ba và bác bò vàng sẽ tới ngay. Mẹ ơi, con sợ quá à. Con chuột thúi kia, sao ngươi lại bắt cóc con nít hả? Hai anh thông cảm cho, em đang khó khăn. Thấy nó đeo vàng nhiều, định bắt cóc lấy vàng của nó. Bắt cóc lấy vàng của bò vàng à? Với lại ai cần mua con nít về nuôi hay là bán làm gì đó thì em cũng bán luôn. Em thấy chưa, đeo vàng cho con nhiều vô rất nguy hiểm. Bò vàng cũng vậy, không đòi mẹ đeo vàng cho hay đem tài sản quý giá bên cạnh khi đi có một mình, nghe chưa? Dạ, con sợ lắm rồi. Nhưng sao anh Đốm lại đem mấy chụp hình và điện thoại hả bác? À, anh Đốm và Bụng Bự đi có sự theo dõi từ xa của bác, nếu không làm sao mà cứu con được. Dạ, vậy con hứa sau này con sẽ không đeo vàng hay là đem đồ quý giá khi đi chỉ có một mình. Cảm ơn anh và các cháu rất nhiều. Tập thể dục thôi. Dạ, tập thể dục buổi sáng cho khỏe. Dang hai tay, mắt nhìn thẳng. Ủa, ba ơi, ba, nhìn cái cây kìa. Lo tập trung tập đi, đừng có nhìn lung tung nữa. Không phải, cái cây kiển của ba, sao mà không còn lá nào nữa vậy? Ủa, sao lại như vậy? Tại sao mới một đêm mà sâu lại ăn hết lá như vậy? Con sâu đáng ghét, ta mà tìm được ngươi là ta sẽ mang ngươi cho cá ăn cho biết thân. Bắt được ngươi rồi nha. Ba ơi, sao con sâu này ngộ quá vậy? Y chang con cá luôn. Đâu, đâu, ba coi coi. Ôi da, gãy xương sống rồi. Ba thấy chưa, con sâu này y chang con cá luôn. Ai nói với ngươi ta là sâu chứ? Ngươi không phải là sâu, tại sao lại ăn lá cây rồi còn sống bên cây nữa? Đó là sự thật đau lòng. Hai người biết không, ta là cá ở xứ sở thần tiên. À, sao nước của mình bị cạn hết như vậy? Đó, từ đó không còn nước nữa, ta phải sống trên cây và ăn lá cây đỡ đó. Ở đây vẫn còn nước, sao ngươi không sống mà sống trên cây? Nước ở đây thối quá à, ta ở dưới đó cho da ta bị mẩn ngứa, nổi mụn hết sao, chưa kể là bị ung thư da luôn. Nhưng tại sao nguồn nước sạch ở xứ sở thần tiên lại cạn kiệt được chứ? Ta không biết, nhưng đó là nơi có nước sạch duy nhất chảy ra thế giới này. Nếu nơi đó mà cạn kiệt thì chắc chắn là điềm báo không lành rồi. Có khi nào là chúng ta ở cũng bị hạn hán không ạ? Ôi, hạn hán thật rồi. Sao lại như vậy hả ba? Loài người không ngừng chặt rừng, tàn phá thiên nhiên bằng khói bụi hóa chất thì hạn hán sẽ đến thôi. Vậy chúng ta làm gì để bảo vệ thiên nhiên đi ba? Mỗi chúng ta không đủ sức để làm điều lớn lao đó đâu con à. Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta cùng làm những việc nhỏ thì sẽ làm góp phần cho thiên nhiên này tươi đẹp lại. Bằng cách nào hả ba? Chúng ta hãy giữ môi trường sống này trong lành, không xả rác, tiết kiệm điện và giữ cho nước sạch hơn. Cái này đốm làm được. Còn yêu động vật và bảo vệ chúng, các ngươi không làm à? Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm. Vậy thì hãy làm cho chúng tôi ở lại đây cùng các người đi. Đúng đó mà, nếu bạn cá này đi ra ngoài thì sẽ bị người ta bắt để ăn thịt hoặc thả xuống dòng sông đen ngòm đó ba. Thôi được rồi, ngươi hãy ở lại với chúng ta. Các người cho ta ở lại à? Ừ, đúng rồi. Ra đi các em. Có nhà ở rồi. La la la. Lần này chắc tiêu hết cái vườn cây của ta. Ơi, sao mà việc nhiều như vậy? Chỉ còn 20 phút nữa thôi là khách đến rồi. Làm sao bây giờ? Thằng Bụng Bự nó đi đâu mà nãy giờ không thấy về giúp mình vậy ta? Ngủ quá đi. Hôm nay sao mà thầy dạy chán quá không biết nữa. Bụng Bự, con mau lên cất cặp sách rồi xuống đây giúp mẹ. Hôm nay bác Đốm và bác Bò Vàng sang chơi.
nên mẹ phải chuẩn bị rất nhiều món ăn. Con nhanh lên rồi xuống đây phụ mẹ nha. Nhưng con đâu có biết làm gì đâu. Nấu ăn là công việc của mẹ mà. Việc cũng bự là đi học mà mẹ. Chỉ phụ mẹ những công việc lặt vặt thôi. Con buồn ngủ rồi, mẹ làm đi nha. Cái thằng này chỉ ham ăn ham ngủ. Các bạn ơi, ngày mai cô giáo chúng ta sẽ mở một đại tiệc cho lớp. Cô bảo á, mỗi bạn sẽ phải nấu một món ăn. Ai nấu giỏi nhất á, thì sẽ được phong là đầu bếp số 1 của lớp luôn. Vậy thì mình sẽ trổ tài nấu món trứng chiên siêu ngon của mình cho các bạn thưởng thức đây. Ủa, Đốm, bạn cũng biết nấu ăn nữa hả? Không có, mình chỉ nhờ mẹ mình dạy cho mình nấu thôi. Vậy mà mình tưởng bạn biết nấu ăn, nhờ mẹ chỉ ai làm cho được. Vậy thì bạn có biết nấu không? Nhưng không được nhờ mẹ bạn giúp nha. Được chứ sao không được. Mẹ mình nấu ăn ngon như vậy, chắc chắn mình phải có gen di truyền. Ngày mai mình sẽ làm một cái bánh hamburger khổng lồ cho bạn coi. Vậy mình sẽ nấu món chè siêu ngọt. Chúng ta cùng bắt đầu thực hiện thôi. Mình sẽ cho Đốm thấy mình nấu ăn ngon như thế nào. Không ai có thể chiến thắng được bụng bự. Mệt quá đi. Sao nhiều đồ vậy ta? Còn mình làm sao đây ta? Giờ mình làm gì trước ta? À, mình sẽ xẻ bánh hamburger ra trước. Sau đó mình sẽ chiên trứng. Đúng rồi. Các người lại. Liêu liêu. Mệt quá. Sao lại khó thế này? Tưởng dễ làm, ai ngờ sao mà vất vả thế chứ. Ui, bà ấy về rồi. Con sao vậy bụng bự? Mẹ ơi, con định làm cái bánh hamburger siêu bự đem dự tiệc mà sao khó quá mẹ ơi. Mẹ giúp con đi nha. Sao được, con nói việc ai nấy làm mà. Sao mẹ giúp con được? Con sai rồi, con xin lỗi mẹ mà. Mẹ giúp con đi, từ nay về sau con sẽ phụ mẹ về nhà. Chúng ta là một gia đình, phải yêu thương, giúp đỡ nhau. Không có công việc nào là của riêng ai hết con à. Bụng bự xin lỗi mẹ. Các bạn biết không, mình rất thích trở thành một cô giáo. Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, các em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Vậy bạn có đánh các em khi không nghe lời bạn không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà các em đi học thì phải làm bài tập đầy đủ. Không hả, thì mình sẽ tiếc và mong đó. Vậy chắc các học sinh của bạn sẽ sợ bạn lắm nha mà xem. Sao lại sợ mình? Vì bạn hung dữ quá mà. Các bạn đúng là quá đáng mà. Vậy còn hai bạn muốn làm gì? Bụng bự mình đây sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng 15 sao hạng nhất hành tinh này. Ủa, mình mới nghe là nhà hàng 5 sao thôi mà bụng bự. Sao nhà hàng của bạn tới 15 sao lận? Bây giờ chỉ 5 sao, nhưng đến khi mình lớn thì mọi thứ sẽ lớn theo. 5 sao chỉ trở thành 15 sao thôi. Còn mình muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn thật hay. Mỗi lần mình gãy thì mọi người phải chăm cho, thán phục. Đếm hay quá, Đếm là thiên tài âm nhạc. Ôi, mình thần tượng Đếm quá à. Đếm đáng yêu quá. Đếm, bạn đang mơ hả? Đâu có mơ gì đâu. Nhưng bạn đâu có biết chơi violon đâu. Tưởng chuyện gì, chứ việc học đàn á thì vô cùng đơn giản với mình. Mình sẽ xin mẹ mình mua đàn cho mình học, và mình sẽ đàn cho mọi người nghe. Bạn học đàn tới đâu rồi? Bạn đàn cho chúng mình nghe một đoạn được không? Hư bao nhiêu cây đàn rồi. Chắc là đàn hay lắm á tài to. Mình đã đàn giỏi hơn trước rất nhiều rồi. Các bạn muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Không muốn mình đến đây làm gì? Vậy thì mình sẽ cho hai bạn thưởng thức. Ba mình nói tiếng đàn của mình có 102 luôn đó. Vậy bạn cho tụi mình nghe thử đi. Mình tò mò quá à. Đúng. Còn lại đàn nữa hả? Sao bạn đàn ghê quá vậy? Mình không kịp chạy thoát thân luôn nè. Mình đàn như vậy đó. Mình đàn hoài mà sao nó không hay vậy? Mình vô dụng như vậy sao? Thôi, bạn nín đi.
em qua không được à. Con trai à, đàn không phải là con muốn giỏi muốn hay là được. Dù con có tập luyện cỡ nào mà không có năng khiếu thì con cũng không học giỏi được. Nhưng không giỏi đàn không có nghĩa là con là đứa vô dụng. Đúng rồi đó, đốm của mình rất thông minh mà. Hồi xưa giờ chuyện gì đốm cũng giỏi hơn mình mà. Thiệt hả mẹ? Hát thấy to, bụng bự. Đúng rồi, nhưng mà về cái vụ đàn á thì bỏ đi nha. Con xin phép ba đốm như vậy có bị la không? Thì đừng cho ba mình biết, chứ có cái gì vui đâu mà chơi. Đúng rồi đó, mình vô đây xem coi có cái gì vui không. Biết đâu bà của đốm nghiên cứu cái gì hay hay rồi sao. Ê, ê, mới nói mà có rồi kìa. Đâu, cái gì đâu? Cây súng kìa. Thôi thôi thôi, đừng nghịch súng, nguy hiểm lắm. Rồi, nhẽ hiều à, súng đồ chơi chắc luôn. Đâu, đưa cho mình xem thử. Ôi da, trúng mình rồi. Chết rồi, tại bạn nó bụng bự, bắn trúng đốm rồi thấy không? Tại bạn chứ bộ, tại bạn không cho mình mượn. Bạn bay thử coi được không? Đúng rồi, đâu có sao không? Bây giờ mình bay được rồi, không cần cánh, cũng không cần động cơ luôn. Mình cũng muốn bay nữa. Sao mày không ra đạn, bắn cái coi. Chắc là lúc nãy giằng co nên súng hư rồi. Vậy thì chỉ có một mình ta bay được thôi. Từ nay, ta sẽ là anh hùng đốm, thủ lĩnh địa cầu. Thủ lĩnh gì chứ, chẳng qua là bạn hên thôi. Mấy bạn còn không mau chặt thủ lĩnh địa cầu đi chứ. Thủ lĩnh cái mông á, bụng bự này ngoài đồ ăn ra thì ứ chào ai hết. Nhân danh thủ lĩnh địa cầu, mình khép bạn vào tội không tuân thủ. Bây giờ mà bạn không chào thủ lĩnh địa cầu thì mình sẽ thả bạn xuống đất té dập mông luôn. Cứu mình với tay to. Đốm làm gì vậy đốm? Để bụng bự xuống đi. Thôi nghỉ, đi về. Hết vui rồi. Bạn bay một mình đi đốm. Ai thèm chơi với bạn nữa. Vậy thôi, mình bay một mình. Kỳ á. Bây giờ con có ngồi xuống ăn cơm không? Ba cứu con đi ba. Giờ con không thể ngồi xuống được rồi, con đói lắm. Cho chừa cái tội dám lén lấy chìa khóa mở cửa phòng nghiên cứu của ba cho các bạn vào nghịch. Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm hay không? Con biết lỗi rồi. Từ nay giờ sau con không dám nghịch phái đồ của ba nữa. Ba cho con xuống rồi quýnh dùm ông con cũng được. Anh, cây roi sẵn rồi nè, anh cho đốm xuống đi anh. Thôi thôi, con đồ ý rồi, con nhịn đó cũng được. Sẵn sàng đánh bại anh em nhà chuột chuỗi với bụng bự. Sẵn sàng. Anh em bên kia chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng. Để coi bên nào mạnh hơn bên nào. Hai đội sẵn sàng chưa? Khi cát trong đồng hồ cát này rơi xuống hết, đội nào kéo đối phương về sân của mình là đội đã thắng. Sẵn sàng. 2, 1, bắt đầu. Tính chơi bất ngờ hả? Đâu có dễ. 1, 2, 3. Cố lên, bụng bự. Sắp thắng rồi. Hết giờ, hai đội dừng lại. Mệt quá. Vì thời gian đã hết mà chưa phân thắng bại nên chúng ta sẽ đấu hiệp 2. Mấy bạn muốn bây giờ kéo luôn hay là để ngày mai? Ngày mai đi, bây giờ kéo sao nổi. Thôi để sáng mai đi, ngay tại chỗ này luôn nha. Bây giờ tạm coi như là quà. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chính xác. Ngày mai nhớ đi đúng giờ nha.
khuya rồi, đi ngủ đi đốm. Con coi xíu nữa được không mẹ? Chết rồi, ngủ quên. Ngủ trễ quá ta, đồ ăn sáng trên bàn kìa đốm, lại ăn đi. Hôm nay con có hẹn kéo co rồi mẹ, đồ ăn sáng ngon thiệt, nhưng chắc là phải cất lại đồ ăn sáng thôi. Chờ xíu nữa thôi, chắc đốm sắp tới rồi đó. Mình tới rồi nè, bắt đầu thôi. Bắt đầu. Ta không thua đâu, cố lên đó. Thắng rồi, thắng rồi. Chiến thắng quá đơn giản. Sao vậy đốm? Sao hôm nay yếu xìu vậy? Chắc tại hôm qua mình thức khuya, sáng nay không ăn sáng nên không có sức làm gì hết. Bạn giỡn với mình á hả? Bữa ăn sáng là quan trọng nhất, vì nguyên một đêm không có cái gì bỏ vô bụng hết, chưa kể thức khuya dậy sớm nữa, sức đâu mà kéo co. Thôi mà, mình biết lỗi rồi, lần sau mình hứa sẽ mời bạn đi ăn sáng trước khi đi kéo co nha. Mời phần ăn sáng siêu bự cho bụng bự và tay to mới được đó nha đốm. Hư cấu, làm sao có thể làm được bong bóng xà phòng khổng lồ chứ? Bong bóng mà bự quá là nổ cái bụp liền. Vậy mà mình có mới hay. Mấy bạn có muốn làm thử không? Sao? Bạn mà làm được, mình sẽ cho bạn ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà mình luôn. Ba mình là nhà khoa học, nếu có ai ở đây làm được thì người đó phải là mình, chứ không phải là bụng bự. Hơ, để xem. Đừng khi dễ mình. Đầu tiên mình sẽ bỏ nước rửa chén lại đặt vào. Tất nhiên rồi, bong bóng xà phòng thì phải có xà phòng chứ. Cái này là bột bắp. Cái này lạ nè. Chưa hết đâu, phải còn một chút xíu bột nỏ nữa. Xong rồi đó, bây giờ chỉ khuấy đều lên là có thể sử dụng. Đúng rồi, khuấy đều tay lên là có thể sử dụng. Xí, đều không đều thì cũng không có hình bong bóng khổng lồ được đâu. Bạn đang sợ bụng bự ăn hết cái tủ lạnh nên mới nói vậy chứ gì. Còn khuya, bụng bự mà làm được hả? Mà bong bóng phải thiệt bự mới tính nha. Chứ bự chút xíu vậy không tính đâu á. Vậy chứ bự cỡ nào mới tính? Ít nhất thì phải bự cỡ bằng người mình mới tính. Ê, chứ kỳ vậy. Bay lên thiệt rồi kìa. Cứu mình dây, cứu mình dây. Vậy bây giờ bạn đã tin chưa? Thực ra thì mấy cái bong bóng này cũng vừa vừa thôi, chứ sao tính là khổng lồ được. Ha, sao tự nhiên cái bong bóng này bay cao quá vậy? Cho mình xuống đi. Ủa, bong bóng đâu có bự đâu, bạn tự ra được mà. Thôi, mình tin rồi, mình tin rồi. Cho mình ra đi. Mình dắt bạn đeo mấy chân đứng bụ. Dạ. Ok, bây giờ tụi mình dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi mình đi ăn bánh tráng nướng ha. Yeah. Bụng bự mà ăn thì mình hết tiền bỏ ốm heo năm nay luôn á. Ai biểu khi dễ bụng bự làm chi, ráng chịu. Lỗi tại mình, tại mình nghĩ mình giỏi, có thường bụng bự. Sau này mình sẽ không suy nghĩ gì nữa đâu. Bạn bè mình ai cũng giỏi hết, đúng không? Chứ sao nữa. Trời ơi, nóng quá. Thôi, mình nhớ rồi, hôm qua mẹ mình có làm kem trong tủ lạnh. Hả? Đâu đâu? Nè, kem chuối nè. Kem này ngán quá à. Còn kem gì khác không? Bó tay rồi, nhà mình chỉ có kem này thôi. Mình biết có một chỗ tự làm kem á.
Ê, đi liền đi Đốm, trời nóng mà được ăn kem là số 1 luôn á. Sữa tươi, sữa bột, sữa đặc có đường, đường nữa nè, nguyên liệu đã đầy đủ. Bây giờ mình làm gì nữa Đốm? Bỏ hết các nguyên liệu vào nồi, trộn đều. Xong. Bây giờ mình sẽ nấu sôi rồi giảm lửa cho tới khi chừng nào đặt lại. Tới lúc đó thì mình sẽ cho mùi vị của mình thích vào. Mình thích mùi xoài nên mình sẽ cho hương xoài vào. Bỏ mùi gì vô cũng được hả Đốm? Chắc là mùi gì cũng được á. Yeah, vậy là mình sẽ bỏ mấy cái mùi yêu thích của mình vô. Hay là tụi mình thi xem ai làm cà lem có mùi ngon hơn đi. Đồng ý, kem ai ngon nhất sẽ không phải rửa chén. Ý kiến hay đó Tato. Hẹn nhau một tiếng nữa nha. Muốn được công nhận là cà lem ngon nhất thì ngoài ngon ra nó còn phải lạ nữa. Mà mùi xoài thì quá quen rồi nên chắc mình phải làm mùi mới thôi. Bây giờ phải làm kem táo hay kem mít đây? Hay là làm cả hai luôn? Bây giờ hai bạn mới xong hả? Mình xong từ nãy tới giờ rồi. Tránh ra, nước sôi, nước sôi. Cái lộn, cà kem sôi đây. Một lát nữa thôi, các bạn sẽ được ăn cây kem ngon nhất thế giới luôn. Xong rồi. Xin giới thiệu với các bạn cà lem trộn ba mùi: xoài, táo và mít. Cũng thường thôi. Cà lem cà chua vừa ngon vừa đẹp da. Ai mà thèm ăn cà lem cà chua chứ. Xin giới thiệu với các bạn kem bảy màu: sầu riêng, hột é, nhãn nhục, sô-cô-la, sữa hột gà, thì là bánh đa. Wow, đúng là cây kem số 1. Ôi da, đau bụng quá. Ủa, hai bạn cũng ở đây hả? Chắc tại ăn mấy cây kem hồi chiều á. Mấy đứa thấy chưa, thực phẩm ở ngoài rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng không hợp vệ sinh, cho nên ăn vào mới rất dễ đau bụng đó. Chưa kể là mấy đứa còn trộn tùm lum vô nữa. Dạ, tụi con biết rồi, sau này không dám ăn bậy bạ nữa. Mẹ con đi học về. Đốm, sao người ta đi học về hồi não hồi nao rồi, bây giờ con mới có mặt ở nhà là sao hả Đốm? Dạ, con xin lỗi mẹ. Được rồi, con lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Ê, ủng bự, hôm nay mình có trò này hay lắm nè. Chơi không? Trò gì vậy Đốm? Đi đi rồi biết. Ừ, đi thì đi. Bụng bự, hôm nay đi đâu chơi không? Chán quá à. Không đâu, hôm qua chọc tay to giận, không chơi với mình luôn rồi. Trời ơi, đúng là đồ con gái nhỏ mọn, chọc có chút xíu mà giận luôn rồi. Mà không phải mình đã xin lỗi rồi sao? Đi đi, hôm nay mình có trò khác vui lắm. Thôi, mình không đi đâu. Đi học về trễ mẹ sẽ la đó. Trời, tưởng gì, bạn nó phải thỏ đế mà sao nhát quá vậy? Vậy bạn không sợ mẹ la hả? Đương nhiên là không, xin lỗi là được rồi mà. Dạ, con chào ba mẹ con đi học về. Hôm nay con về muộn, con xin lỗi. Đốm, con bước tới đây. Con đếm thử xem hôm nay là ngày thứ mấy con đi học về trễ rồi hả? Mẹ ơi, con xin lỗi mà. Mẹ. Con đừng có mà xin lỗi, mẹ không tha lỗi cho con nữa. Bước tới đây. Mẹ ơi, ba ơi, ba ơi cứu con. Ba ơi cứu con, đau quá. Xong chưa con trai? Con ăn dạ xong chưa? Đốm như vậy là không ngoan chút nào rồi. Con làm cho mẹ buồn rồi đó.
con phạm lỗi rồi xin lỗi là đúng. Nhưng mà con biết không con trai, xin lỗi rồi thì phải sửa lỗi, chứ không phải tiếp tục phạm lỗi tiếp như vậy nữa. Như vậy là chưa ngoan đâu. Đúng giữa ba mẹ mà. Đúng hứa, từ nay sao không đi học về trễ nữa đâu. Thiệt đó. Tốt lắm con trai. Mẹ Đớm à, mẹ Đớm cũng tha lỗi cho Đớm đúng không? Ừ, nếu con hối lỗi thật sự, mẹ sẽ tha. Nhưng mà con tái phạm thì cái mông của con sẽ đỏ nghe chưa. Quá, hôm nay mình có hẹn mà quên biến mất. Đốm ơi, Đốm. Thiệt tình à, đúng là chứng nào tật đó. Đốm. Dạ, sao mẹ? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, tại sao không dọn dẹp đồ chơi hả? Thì chút nữa con dọn. Phải chi con ở sạch sẽ giống như tay to thì mẹ mừng rồi. Lúc nào mẹ tới nhà chơi đều thấy bạn ấy phụ giúp mẹ. Còn con thì... Ở sạch thì kệ bạn ấy, mẹ cứ nói hoài à. Nè Đớm, Đớm. Ủa, hai bạn giấu gì phía sau vậy? Nè, cà rốt nhà mình trồng, tặng bạn nè. Cho Đớm bắp cải mới vừa hái nè. Xí, tưởng gì, siêu nhân hay bánh kẹo còn được, chứ cái này thì... Quà cáp là quý lắm rồi, còn ở đó mà chê khen, con không biết lịch sử là gì hết. Bác cảm ơn hai cháu, hai cháu ngoan quá. Chẳng bù với thằng Đốm nhà bác, nó thiệt tệ à. Dạ đúng rồi, con tệ lắm, con tệ lắm. Kìa con, sao con không mời bạn vô nhà chơi? Đốm, Đốm mất lịch sự quá à. Mời các cháu vô nhà. Đốm bị bệnh hả? Đốm mới bị la đó, chơi xong không chịu dọn để nhắc nhở hoài à. Cháu không bao giờ để mẹ nhắc đâu. Con cũng vậy đó. Phải chi Đốm nó cũng giống như các con thì... Tay to và bụng bự làm con đi. Đốm ơi, mở cửa đi. Các bạn về đi, mình không muốn gặp ai hết. Đốm ơi, Đốm. Trời ơi, hamburger sao mà béo và thơm vậy ta. Vậy mà có người không muốn ăn là sao ha. Mình sẽ nghỉ chơi với mẹ luôn. Anh lên kêu Đốm xuống ăn cơm. Cả ngày nay nó không có ăn gì hết. Sao vậy em? Em không chắc, nhưng có lẽ con giận em. Đốm à, mau xuống ăn cơm đi con, trời tối rồi. Con không ăn, con không ăn, có chết con cũng không ăn. Bây giờ ba đếm 3 tiếng, không xuống thì đừng có trách ba nha. 1, 2, 3. Món sườn nướng Đốm thích ăn nè. Con không có thèm đâu. Giận dai như vậy à? Đốm không ăn thì ba ăn. Không còn, Đốm không thích cá. Mẹ đừng gấp nữa. Con chưa ăn gì mà. Con sẽ không bao giờ ăn món ăn của mẹ nấu nữa đâu. Mẹ đi mà cho tay to và bụng bự. Con có thái độ như vậy là sao? Dám nói năng với mẹ như vậy à? Tại mẹ mà. Có chuyện gì giữa hai mẹ con vậy em?
bởi vì sáng nay em la đốm trước mặt tai to và bụng bự. Ồ, điều đó là không nên chút nào. Sao em không nhắc riêng con chứ? Nhưng em nhắc hoài mà nó không chịu nghe. Mình phải tìm cách nào phù hợp hơn chứ. Con bây giờ nó lớn rồi, nó cũng thấy quê khi bị la trước mặt bạn bè chứ em. Con có đói không? Bây giờ ba chở đốm đi ăn hamburger nha. Dạ, nhưng với điều kiện chỉ có hai ba con mình đi thôi. Đó không muốn có mẹ. Đốm không thương mẹ nữa à? Không phải, đốm vẫn thương mẹ. Nhưng mà mẹ thì không còn thương đốm nữa. Sao con lại nghĩ vậy? Thì tôi nghe mẹ la, mẹ cằn nhằn, mẹ khiêng tay to, bụng bự. Còn đốm thì không. Ồ, vậy lúc đó mẹ thương hay là ghét? Muốn tốt hay xấu đây? Đốm biết chứ. Nhưng mà ba đã biết rồi, ba sẽ góp ý với mẹ. Ba con mình đi ăn nào. Chỉ có hai chúng ta hả? Ừ, vì mẹ đang rất buồn khi biết đốm không thương mẹ nữa. Chúng ta rủ mẹ đi luôn nha. Ừ.